Xin chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau trên kênh KBiz 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì hot? Ngay bây giờ sẽ cùng với mình theo dõi nhé. Có lẽ các bạn đã biết, để thành công và đứng vững trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc quả thực không hề dễ dàng gì. Chỉ cần gây ra bất cứ một vụ bê bối nào trong quá trình hoạt động, sự nghiệp của bạn thì dường như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trong đó, cũng không ít người trở thành nạn nhân đáng thương của một số vụ scandal giả, bị vu oan giá họa. Nó trở thành một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một thần tượng K-pop. Bởi lẽ, cư dân mạng nóng vội, nhanh chóng phán xét mà không có bằng chứng xác thực rõ ràng. Những vụ bê bối này đã xảy ra một vài lần và gần như hủy hoại sự nghiệp của một số thần tượng nổi tiếng. Sau đây là những cái tên nổi tiếng bị chỉ trích và từng sống trong đau khổ trước những vụ scandal giả. Đầu tiên phải kể đến Kim Woo Suk của X1. Trở lại vào cuối năm 2016, rất nhiều cư dân mạng đã cáo buộc chàng Visual sinh năm 1996 cố tình chạm vào ngực của Somi. Ngay lập tức, Kim Woo Suk đã phải nhận một loạt những phản ứng dữ dội từ anti. Tuy nhiên, báo cáo xác minh khác được đưa ra rằng nam ngôi sao hoàn toàn không chạm vào vòng một nhạy cảm của cô ấy. Vào thời điểm đó, thì công ty quản lý YMC Entertainment của Somi thậm chí đã đưa ra tuyên bố sau khi thảo luận với cô. YMC Entertainment và SBS MTV The Show chia sẻ, người quản lý đã đứng theo dõi trong lúc cả hai quay phim và sau khi kiểm tra lại với Somi, Woo Suk không có bất cứ đụng chạm nào cả. Ngoài ra, John Soo-min cũng bày tỏ lo lắng và bất ngờ về những giả định như vậy được đưa ra. Một lần nữa, chúng tôi muốn tuyên bố rằng những lời buộc tội trên không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ cẩn thận để không làm người hâm mộ lo lắng thêm bất cứ một lần nào nữa. Cảm ơn các bạn. Bên cạnh đó, phân tích pháp y đã được tiến hành và kết quả đã chứng minh rằng Woo Suk hoàn toàn vô tội. Mặc dù được minh oan, nhưng một số cư dân mạng cuồng nhiệt vẫn tạo áp lực vì hành động của Woo Suk và yêu cầu cậu ta phải đưa ra lời xin lỗi. Tất cả những điều này khiến Woo Suk phải gián đoạn các hoạt động cùng với Attention vì sức khỏe tinh thần của cậu ấy bị tổn hại nghiêm trọng. Jennie của Blackpink. Trong những ngày đầu mới ra mắt, một số người đã cố gắng lan truyền tin đồn rằng Jennie là kẻ bắt nạt, bạo lực học đường trong thời gian còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Cuối cùng, những tin đồn đó được làm sáng tỏ, nó hoàn toàn sai lệch với sự thật. Được biết, nguồn tin bị đồn thổi lan truyền đến từ một người ghét các nghệ sĩ nhà YG. Ngoài ra, một tin đồn giả mạo khác cũng được lan ra về nữ ngôi sao sinh năm 96. Họ nói rằng cô ấy đang có mối quan hệ yêu đương với nhạc sĩ nổi tiếng hơn cô 18 tuổi, chính là Teddy, một trong những nhà sản xuất chính của YG. Sau đó, tin đồn được chứng minh là sai và thậm chí YG Entertainment còn cảnh báo về việc thực hiện hành động pháp lý với người truyền bá tin đồn. Jisoo của Lovely. Vào năm 2014, Jisoo đã bị một cư dân mạng buộc tội về những điều như là lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp và tấn công. Sau đó, Woo Lim Entertainment đã lên tiếng phủ nhận, nhanh chóng bắt đầu một cuộc điều tra liên quan đến các khiếu nại. Không thể chống chọi được với áp lực dư luận, mức độ căng thẳng mà bản thân phải đối phó, nữ ca sĩ 26 tuổi đã phải nhập viện để điều trị. Đến năm 2015, cư dân mạng lan truyền những tin đồn không đúng về Jisoo đã bị kết tội theo quy định pháp luật. Baekho của NewS. Năm 2017, Baekho bị một cư dân mạng giấu tên trên cộng đồng trực tuyến tố cáo tấn công tình dục phụ nữ. Tại thời điểm đó, công ty quản lý Bladis Entertainment đã bác bỏ tất cả những lời buộc tội này và mở cuộc điều tra để chứng minh Baekho trong sạch. Chưa hiểu rõ được sự tình, ảnh quảng cáo người hâm mộ dành cho anh nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày debut cũng bị gỡ xuống, trong khi công chúng bắt đầu chỉ trích tẩy chay hoạt động của anh và cả nhóm. Sau gần 8 tháng tranh chấp pháp lý, Baekho đã được chứng minh là vô tội. IU. Năm 2019, IU bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối đầu tư bất động sản. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích vì hành động của cô, mặc dù không có gì được chứng minh. Sau đó công ty quản lý đã sớm đưa ra một tuyên bố chính thức, nói rằng IU vô tội và họ sẽ làm hết sức để chứng minh cô ấy trong sạch. Các khiếu nại đang được đưa ra liên quan đến tòa nhà và đất đai của IU không đúng sự thật. Chúng tôi đang thu nhập thông tin về các tin đồn, bình luận tiêu cực được lan truyền trên mạng và bằng chứng do người hâm mộ gửi tới. Chúng tôi đã thực hiện hành động pháp lý nghiêm ngặt, chống lại việc lan truyền tin đồn sai lệch và phỉ báng hình ảnh liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi. Về sau, tin đồn này đã được chứng minh là sai. Cuối cùng, nhiều cư dân mạng đã xin lỗi IU vì để lại những phán đoán nhanh chóng mà chưa kịp tìm hiểu rõ về vấn đề. Tiara. Các thành viên của Tiara đã phải chịu đựng rất nhiều từ vụ bê bối khiến cho sự nghiệp của họ hoàn toàn sụp đổ. Vào năm 2012,
có tin đồn nói rằng thành viên Hayoung đã bị các thành viên của Tiara ăn hiếp và bắt nạt nghiêm trọng. Cư dân mạng đã sớm tập hợp lại những bằng chứng được cho là các thành viên khác bắt nạt Hayoung từ các chương trình phát sóng trong quá khứ. Chính vì lẽ đó mà hình ảnh của Tiara bị sụp đổ, trở thành nhóm nhạc bị ghét nhất Hàn Quốc. Chưa dừng lại ở đó, kết quả đau lòng hơn là tất cả các thành viên buộc phải tạm dừng hoạt động quảng cáo do làn sóng tẩy chay gay gắt từ khán giả Hàn Quốc. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo trong quá khứ cho thấy rằng Hayoung đã nói dối. Thậm chí, người quản lý cũ của Tiara đã lên tiếng về vụ việc và nói rằng những tin đồn này đều là sai sự thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các idol Hàn Quốc đến từ KBIS 24 giờ các bạn nhé.